Đối với một cầu thủ, việc phải dự bị và có ít thời gian thi đấu đã là một cơn ác mộng, chứ đừng nói gì đến việc cả năm trời không chơi bất cứ một trận đấu chuyên nghiệp nào. Đặc biệt là càng về giai đoạn cuối của sự nghiệp, việc có một nơi để có thể thi đấu ổn định lại càng là một việc quan trọng. Ấy vậy mà trường hợp của David De Gea, chúng ta lại thấy một điều ngược lại. Anh vẫn bật trạng thái thất nghiệp kể từ lúc rời Manchester United vào mùa hè năm ngoái, và chưa khi nào cho người hâm mộ có cảm giác về việc anh đã có một bến vỗ mới trong mùa giải mới. Người ta chỉ thấy thủ thành người Tây Ban Nha đăng tải các hình ảnh luyện tập để duy trì cảm giác, du lịch cùng gia đình và một vài người bạn, chứ mặc nhiên chẳng thấy anh liên quan đến một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng nào. Dần dần người ta quen với việc De Gea thất nghiệp và đôi lúc người ta còn quên mất sự thật này. Thực sự thì chuyện gì đang xảy ra với thủ thành được mệnh danh là Thánh Tôn? Sau khi rời khỏi Old Trafford vào mùa hè năm ngoái, sự nghiệp của anh đã trải qua một giai đoạn đầy khó khăn với 545 lần ra sân trong 12 năm tại Manchester United. De Gea đã trở thành một biểu tượng của câu lạc bộ. Sau khi câu lạc bộ không gia hạn hợp đồng với anh, De Gea đã trải qua hơn một năm thất nghiệp và đã có lúc anh cân nhắc việc giải nghệ. Trong những tháng đầu tiên khi trở thành cầu thủ tự do, De Gea đã tỏ ra khá bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo. Anh dành thời gian cho gia đình và tận hưởng cuộc sống ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, nỗi nhớ bóng đá đã dần xâm chiếm tâm trí của anh. De Gea bắt đầu tập luyện trở lại và quyết định rằng việc giải nghệ không phải là lựa chọn phù hợp. Anh bắt đầu tập luyện 3 đến 4 lần mỗi tuần với huấn luyện viên cá nhân để duy trì thể lực và sẵn sàng cho việc trở lại sân cỏ. Mới nhất, De Gea đã không ngần ngại lên tiếng, chỉ trích những người mà anh cho là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của mình ở Manchester United. Đặc biệt là huấn luyện viên Erik Ten Hag và giám đốc bóng đá John Motok. De Gea cho rằng quyết định của Ten Hag và Motok đã gây tổn hại đến sự nghiệp của anh và không giấu nổi sự bức xúc. Điều này đã làm cho mối quan hệ giữa De Gea và Man United trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. De Gea cũng không ngần ngại bày tỏ mong muốn trở lại Manchester United nếu không có sự hiện diện của Ten Hag và Motok. Tuy nhiên, điều này dường như là điều không thể khi Ten Hag vẫn đang dẫn dắt đội bóng và Motok đã rời khỏi cương vị giám đốc bóng đá sau khi Ineos và Sir Jim Ratcliffe tiếp quản. Trong thời gian qua đã có rất nhiều tin đồn về việc De Gea sẽ trở lại sân cỏ, nhưng đến nay anh vẫn chưa có quyết định chính thức. Một trong những tin đồn đáng chú ý nhất là việc anh có thể trở lại Old Trafford để thay thế Andre Onana trong một tháng khi Onana phải tham gia CAN Cup cùng đội tuyển Cameroon vào tháng 1 vừa rồi. Đây được coi là một cơ hội tốt cho De Gea để chứng tỏ tài năng và có thể giành lấy vị trí thủ môn số 1 của Man United. Tuy nhiên, điều này chỉ dừng lại ở mức tin đồn bởi Onana vắng mặt không quá lâu, do Onana cũng tiến không quá xa cùng đội tuyển Cameroon và thủ thành số 2 của Man United cũng được đặt chọn niềm tin. Đó là tin đồn lớn nhất trong suốt quãng thời gian diễn ra kỳ chuyển nhượng. Tin đồn này khá thú vị, nhưng một vài người hâm mộ còn tỏ ra hứng thú hơn với kịch bản De Gea sẽ trở lại trong màu áo một đội bóng lớn khác để có cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Quỷ Đỏ. Khi ấy, hai khả năng chuyển nhượng tiềm năng nhất đã rộ lên khi Arsenal và Newcastle cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc chiêu mộ De Gea. Arsenal đang tìm kiếm một thủ môn có kinh nghiệm để thay thế Aaron Ramsdale, người đã mất vị trí vào tay David Raya và được cho rằng sẽ ra đi để tìm kiếm thời gian thi đấu thường xuyên hơn. De Gea với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Premier League được coi là một sự bổ sung lý tưởng cho khung gỗ của Arsenal. Cùng lúc, Newcastle cũng quan tâm tới cựu thủ thành Man United vì những lý do tương tự, nhất là khi người gác đền số 1 của họ là Nick Pope cũng gặp một chấn thương dài hạn. Cuối cùng thì tất cả những kịch bản đáng mong chờ nhất đều không xảy ra. Các bên đỗ tại Premier League trở nên bất khả thi hơn với tình hình của De Gea. Thế nhưng nếu quay về quê hương Tây Ban Nha thì chẳng khó gì để cựu sao Man United tìm được một công việc ổn định. Tin đầu tiên là mối liên kết giữa De Gea và Real Betis. Sau đó không lâu, Atlético Madrid cũng muốn đưa người cũ của mình trở lại để thay thế cho Jan Oblak đang dục dịch rời đi. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã chẳng thành, người thất nghiệp thì vẫn hoàn thất nghiệp. Một trong những nguyên nhân chính khiến De Gea vẫn thất nghiệp là do yêu cầu về mức lương cao của anh. Trước khi rời khỏi Man United, thủ thành người Tây Ban Nha nhận mức lương lên đến 375.000 bảng một tuần. Chính những nhập nhằng về việc thỏa thuận mức lương mới cũng là một nguyên nhân khiến De Gea phải cuốn gói rời khỏi nhà hát của những giấc mơ. Quả thực cũng quá khó để thuyết phục một người đang hưởng mức lương cao nhất nhì ngoại hạng Anh chịu giảm lương. Và lại kể từ sau khi Ronaldo rời đi, Man United cũng bắt đầu tìm mọi cách để siết chặt quỹ lương của mình. Nói tóm lại là mức lương đã trở thành một rào cản không hề nhỏ khiến De Gea khó tìm được công việc mới. Bản thân De Gea trong giai đoạn này cũng không quá đặt nặng chuyện kiếm tiền, do vợ anh cũng là một siêu mẫu có tiếng ở Tây Ban Nha và cũng có thu nhập không hề nhỏ. Chính điều đó cũng là một phần khiến người hâm mộ được chứng kiến một De Gea rất thong dong và kén chọn trong việc tìm việc. Ngoài ra, sự thay đổi trong quản lý và đại diện cũng góp phần làm chậm quá trình tìm kiếm bến đỗ mới cho De Gea. Trước đây anh được đại diện bởi siêu cò Jorge Mendes, người có nhiều mối quan hệ và khả năng thương thảo tốt. Tuy nhiên, hiện tại De Gea được đại diện bởi luật sư ít tên tuổi Jose Carlos Buzat. Sự thay đổi này đã khiến quá trình đàm phán trở nên phức tạp hơn và kéo dài thời gian.
Một yếu tố khác ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tái xuất của De Gea chính là do phong độ của anh thực sự là một dấu hỏi lớn. De Gea vẫn xuất sắc trong những pha phản xạ, vẫn giành danh hiệu găng tay vàng ở mùa giải cuối cùng, thế nhưng anh vẫn hay mắc nhiều những sai lầm vặt vãnh, khiến huấn luyện viên Erik ten Hag vò đầu bứt tai bên phía ngoài đường biên. Điều này đã khiến cho một số câu lạc bộ lo ngại về khả năng duy trì phong độ của anh. Lần cuối cùng mà De Gea xỏ găng ra sân đã là từ trận chung kết Cúp FA vào mùa hè năm 2023. Mặc dù vẫn xuất sắc giành danh hiệu găng tay vàng ở mùa giải cùng năm, thế nhưng thủ thành người Tây Ban Nha vẫn mắc rất nhiều sai lầm trớ trêu. Đó cũng chính là một phần nguyên nhân khiến Onana đến và chiếm trọn niềm tin từ Erik ten Hag. Cuối cùng, De Gea cũng đang tìm kiếm một dự án phù hợp với bản thân và gia đình. Anh muốn đảm bảo rằng vợ và con gái của mình có một cuộc sống ổn định và thoải mái. Điều này đã khiến cho De Gea cân nhắc kỹ lưỡng mỗi khi nhận được lời đề nghị chuyển nhượng. Ở thời điểm hiện tại, dường như Saudi Pro League là điểm đến duy nhất có thể đáp ứng được mức lương mà De Gea yêu cầu. Nhưng dù có rất nhiều đại gia đến từ Trung Đông ngỏ lời với mức lương vô cùng mời gọi, thế nhưng thủ thành người Tây Ban Nha vẫn liên tục lắc đầu. Ngay từ hè năm 2023, Steven Gerrard, huấn luyện viên của Anis Tefat, cũng đã cố gắng kiếp đồng với De Gea. Cùng với đó, những đại diện khác như Al-Nassr, Al-Sabah và Anis Tehat cũng gia nhập cuộc đua, nhưng cũng chưa thể thuyết phục được cựu sao của Manchester United. Trong khi chờ đợi, De Gea vẫn giữ một lối sống lành mạnh và tập luyện đều đặn để duy trì thể lực. Anh không ngừng tương tác với người hâm mộ và đồng đội cũ trên mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày và những buổi tập luyện. Điều này không chỉ giúp anh duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người hâm mộ mà còn là cách để anh thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm trở lại sân cỏ. Ngoài ra, De Gea cũng tham gia vào các hoạt động kinh doanh và từ thiện. Anh sở hữu một đội thể thao điện tử có tên là Reben Gaming, nơi anh đầu tư cả về tài chính và tâm huyết. Đội tuyển này đã đạt được một số thành công đáng kể và đang phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của De Gea. Từ những gì có mà chúng ta đã kể ở trên, có thể rút ra lý do khiến De Gea bây giờ vẫn chưa chịu đi làm lại là do mức lương. Cùng với đó, yêu cầu của De Gea cũng là tìm được một câu lạc bộ danh tiếng đang có suất dự cúp châu Âu. Cùng với việc không gặp quá nhiều áp lực về tiền bạc, De Gea dường như quá khó để tìm được một bến đỗ đáp ứng các yêu cầu trên. Chính vì thế mà đừng ngạc nhiên nếu chúng ta vẫn tiếp tục chứng kiến De Gea thất nghiệp. Quay trở lại ngoại hạng Anh là điều dường như không thể. Bến đỗ khả dĩ nhất cho anh có thể là La Liga. Tuổi 33 không phải là quá trễ để bắt đầu lại với một câu lạc bộ khác. Nhưng dù anh có đi đâu thì đối với mọi fan của Manchester United, anh vẫn luôn là một huyền thoại.